sống hôn nhân mình đang căng thẳng, vợ mình đề nghị ly dị. Đỉnh điểm là khi vợ mình chửi mẹ ruột mình là già đầu mà ngu. Mình không rượu chè, không gái gú, đi làm về đưa tiền cho vợ. Hai vợ chồng mình sống trong giá Sài Gòn, gia đình hai bên thì quê. Mình phải giải quyết sao đây Nhi? Nhi không biết tên của bạn nào hỏi câu này, nhưng mà nghe có thể là một anh thanh niên đang trong cái phần yếu đuối. Câu trả lời này Nhi sẽ dành cho những cái bạn nam. Ok. Cũng như phụ nữ, cũng có những người đàn ông rất kém may mắn. Nhi có rất là nhiều bạn là nam, họ rất giỏi, họ rất thành công, nhưng trong cái chuyện tình cảm họ lại yếu đuối. Và Nhi nói cho các bạn nghe nè, bạn đừng có thấy một người đàn ông giàu có ngoài xã hội đồng nghĩa với việc là họ biết yêu đúng cách và họ làm sao để mà họ yêu một người phụ nữ. Nhi là life coach, Nhi thấy rất nhiều người đàn ông như vậy. Họ có tiền nhưng mà họ không biết họ là ai. Tại vì cả cuộc đời của họ bận rộn để xây dựng sự nghiệp, xây dựng tương lai và xây dựng tất cả mọi thứ. Đến khi họ cưới vợ họ mới nhận ra là ồ, mình không có kiến thức, mình không có sẵn sàng cho cái điều đó. Ok, đó là lý do khi là một life coach, Nhi phải nhận định được là ồ, bạn có thể giỏi về công việc nhưng về tình cảm bạn rất yếu. Nhi phải dạy cho người ta đến khi người ta cứng, để làm gì, để người ta khi người ta kết hôn, cái cuộc hôn nhân của họ nó sẽ dễ dàng hơn chứ không có gì hết đó. Cái cách bạn đặt câu hỏi như đã nhìn thấy bạn là một người đàn ông hơi submissive, tức là hơi quỵ lị, hơi yếu đuối một chút, hơi ướt át một chút, và bạn để cái quyền thống trị lên vợ của bạn. Nhưng không biết cái điều gì làm cho vợ của bạn thiếu tôn trọng bạn. Nhưng nghĩ như nói tới đây các bạn sẽ tự nhận ra. Cái này như không cần đem ra, tại vì có rất nhiều lý do để một người phụ nữ không tôn trọng đàn ông. Có thể bạn đem tiền về nhà, nhưng nếu như bạn là một người nhu nhược, bạn nghe lời mẹ bạn, hoặc là bạn để cho mẹ bạn với vợ của bạn cãi lộn, hoặc là bạn không có quyết đoán trong công việc, hoặc là đàn bà họ không có thích đàn ông mà đi về nhà và người ta không có cảm thấy bạn là cái trụ cột. Trụ cột ở đây tức là sao? Bạn chỉ làm đúng một cái chức năng, đi làm kiếm tiền về nhà thôi. Vợ bạn tâm sự, vợ bạn nói chuyện, hay vợ bạn làm những cái gì bạn không có chia sẻ. Nhưng không có đổ lỗi hoàn toàn là lỗi của bạn. Ok, nhưng không có đổ lỗi hoàn toàn là lỗi của bạn. Nhưng chỉ muốn phân tích cho bạn thấy là đôi khi á, mình nhìn có vấn đề một phía lắm. Cái phía của bạn, bạn sẽ thấy là bạn đúng, nhưng mà cái người phụ nữ họ cũng có cái phía của họ. Thường khi làm life coach, Nhi phải nghe câu chuyện hai bên, Nhi phải phân tích ra coi là không phải là đúng là sai, mình phải phân tích được là hai người này, người nào có cái vấn đề lớn hơn cần phải giải quyết ở cái mảng cá nhân của họ. Tại vì khi mỗi cá thể hạnh phúc thì họ mới có thể ở chung với nhau được. Nếu như bạn đang là một người ok, ổn, nhưng mà vợ bạn không hạnh phúc chẳng hạn, họ có một cái tổn thương gì đó ngày xưa hồi nhỏ của họ, họ lớn lên như vậy, họ cưới chồng, họ nghĩ họ hạnh phúc nhưng mà họ không hạnh phúc, và bạn cứ cho họ nhiều thứ, bạn cứ nghĩ bạn làm như vậy họ hạnh phúc nhưng mà chưa chắc, tại vì họ chưa có giải quyết những cái tổn thương từ nhỏ, nó dẫn đến cái hành động của họ. Nó giống như cái chuyện là cái mô tô, tức là cái bộ máy bên trong một cái xe ô tô, nó sẽ lái cái xe ô tô nó chạy như thế nào, đúng không? Bạn có đổ bao nhiêu xăng, bạn chính là cái người đổ xăng á, nhưng mà bạn không sửa cái máy móc của cái xe hơi đó thì lúc nào nó cũng chạy, nó không có chạy bình thường như những cái xe hơi khác. Bạn hiểu cái gì đang nói không? Người ta rất coi thường về cái trauma, tức là những cái mà quá khứ của người ta, hoặc là những cái mà tuổi thơ của người ta, hoặc là những cái mà hồi nhỏ mình bị như vậy mà bạn không có chữa lành. Okay? Bạn phải chữa lành cho người ta, bạn phải hỏi, và có khi bạn còn phải tốn tiền để đem người ta đi bác sĩ tâm lý hoặc là life coach gì để giải quyết cái vấn đề của họ, thì khi họ ở trong gia đình họ mới hạnh phúc được. Rồi về phần của bạn, bạn cũng cần một người có thể support bạn về cái mảng kiến thức nè, nhận thức, cũng như là mạnh mẽ hơn về cái mảng cảm xúc của bạn. Cái cảm xúc của bạn đang rất yếu. Bạn không phải là chỗ dựa cho vợ của bạn là cái chắc luôn. Nếu như một người phụ nữ họ phát ngôn như vậy, Nhi không có nói là họ đúng, bảo đảm họ không có đúng, họ nói cái câu như vậy với cái người mẹ của bạn, tất nhiên bạn thấy khó chịu. Nhưng mà bạn cũng phải suy nghĩ lại, hai người phụ nữ bạn yêu thương nhất đang cự lộn với nhau, bạn là một thằng vô dụng đứng đó và không làm được gì. Hỏi lại bản thân mình, tại sao bạn vô dụng như vậy? Hỏi lại bản thân mình, nếu là một người đàn ông khác quyết đoán họ sẽ làm như thế nào? Dọn ra ở riêng, hay là để chấp nhận được là một là ở với vợ mình thì phải xin lỗi mẹ, hai là bỏ vợ ở với mẹ. Nhi xin lỗi, có những lúc bạn phải chọn như vậy, và đa phần khi mà đàn ông họ trưởng thành đủ, họ sẽ giải quyết được cái chuyện này êm ấm. Họ phải cương quyết được cái chuyện này, tức là làm cho mẹ và
vợ của mình có thể sống thuận hòa với nhau. Nếu như em không phải là một, hay là bạn không phải là một người đàn ông mà có bề dày cái kiến thức để mà giải quyết cái chuyện này, thì đây là cái thời điểm bạn nên học. Mình phải lôi những cái mà sâu thẳm bên trong của mình về mặt cảm xúc. Như Nhi nói, nhưng cảm nhận được qua cái tin nhắn, bạn là một người năng lượng rất thấp, đang rất yếu đuối, đang rất kiểu như là tuyệt vọng á, hiểu không? Và nếu như ly dị là cái quyết định và người phụ nữ đó muốn ly dị, Nhi cũng nghĩ là bạn đang suy nghĩ về điều đó. Nếu ly dị xong mà làm thanh thản được cho hai người, không biết có con hay chưa, bạn hãy tìm hiểu những cái điều này nhiều hơn về life coach, học về những cái này, học về kiến thức cá nhân này, để trở thành một người đàn ông mạnh mẽ hơn, quyết đoán hơn, ý chí hơn, mạnh mẽ hơn, thì cuộc đời của bạn nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Chị ơi, có thực sự tồn tại mối quan hệ bạn bè trong môi trường công sở không ạ? Cũng tùy, chị nói cũng tùy, tại vì em đi làm em phải đeo một cái mặt nạ kiểu khác. Có những cái người mà người ta có thể làm bạn được trong công sở, nhưng có những người mà người ta đi ra theo kiểu như là người ta phải xã giao để làm cho xong công việc thôi, mà cũng tùy lắm. Và đôi khi em cần phải chuyên nghiệp trong công việc. Theo cái kinh nghiệm cá nhân của chị, bởi vì làm bên nước ngoài lâu, thì chị thấy là người nước ngoài một cái chị rất là thích, đó là khi đi chơi, đi nhậu mà bạn đồng nghiệp, em có thể nói chuyện sau giờ làm như bạn bè anh em. Nhưng mà nếu như em không có quen với cái đó và em đi qua cái mảng là chỉ nói chuyện công việc không thì cũng có. Cho nên là chị mới nói là tùy. Nhưng cái kiểu người Việt Nam mình là hay bày đàn lắm. Đi làm là đi đái cũng đi chung, đi ỉa cũng đi chung, đi ăn cũng đi chung, hiểu không? Chị nghĩ là không nên. Kiểu nghĩa là mình cũng nên có một cái tự do cá nhân, miễn sao cái chất lượng nó, công việc nó ổn là được rồi. Chứ đừng có quan tâm quá nhiều về chuyện là mình bắt buộc mình phải kết bạn với người ta. Nếu hợp thì hợp, không hợp thì thôi, hiểu không? Chứ còn suy nghĩ quá nặng nề là đi làm là phải kết bạn liền, chị nghĩ không cần thiết. Miễn là em làm cái tốt công việc đó, ngày mai em nghỉ việc chỗ đó là sao, em không làm nữa thì sao? Rồi bởi vì em có bạn làm chung nên em không nghỉ việc hả? Đâu có đâu, đâu có biết được. Đừng có quên like, share và subscribe. Nếu các bạn là những người coi trung thành, các bạn phải biết phải làm cái gì rồi. Tiếp tục lan tỏa cái điều như vậy.